cô nàng nước đang bị hai cô bạn đất và lửa ức hiếp. Cô bạn gió nhìn thấy liền ra tay tương trợ, và họ đã đụng đến sức mạnh phép thuật rồi. Thế là hai cô bạn chuyên gia đi gây sự đã bị một bài học nhớ đời. Hai cô gái đang chụp hình tự sướng ở công viên, đang vui thì gặp tên công đồ này cứ thích thể hiện. Hắn ta có rất là nhiều đàn em hung dữ nữa, nhưng gặp hai cô gái là các anh bạn lại gặp xui xẻo rồi. Đàn em bị cô bay gió thổi bay hết thì còn tự tin như vậy nữa. Giờ còn một mình anh ta thì làm ăn được gì chứ. Giờ đến lượt anh ta phải chịu sự trừng phạt. Kể từ đó, anh ta trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô gái đất luôn gắm ảnh của chàng trai mà mình thích. Khi đi ngang qua công viên thì cô ta phát hiện anh ta đang tình tứ với cô gái gió. Nhìn thấy cảnh đó ai mà không tức giận chứ. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên anh chàng thấy nóng bức vô cùng. Vừa may cô gái gió sẽ thổi mát cho anh ngay mà. Và cô gái đất sẽ tiến hành một kế hoạch trả thù. Cô ta phải cho anh ta một bài học, tặng anh đống lá cho bỏ ghét vì dám quen người khác trước tôi. Nhờ cô ta giở trò mà họ cũng đã chia tay rồi đó. Cô gái gió đang tung tăng dưới ánh nắng ban mai. Cô ta phát hiện cô bạn nước đang tỏ tình với anh chàng điển trai từ đằng xa. Thật tội cho cô gái ấy bị từ chối thẳng thừng. Tội cho cô ta quá, phải mau an ủi cô ấy thôi. Nếu không cô ta sẽ khóc cho ngập lụt cả thành phố luôn á. Vì bị mắc mưa nên cô gái gió lại thấy lạnh rồi. Lạnh thì có cô bạn lửa mới tới sẽ giúp cô sưởi ấm. Đã thấy ấm áp lên rồi đúng không? Nhưng cô ta đã vô ý làm ngọn lửa dâng cao quá rồi. Ủa, mình làm gì sai hả ta? Hai cô gái lửa và đất đang tổ chức một bữa tiệc dã ngoại ngoài trời. Mà không có than thì làm sao nướng thức ăn ta? Cô gái đất đã kiểm tra các cành cây khô rồi. Còn việc tạo ra lửa thì quá đơn giản đối với cô gái áo lửa. Cô gái nước nhìn thấy và muốn tham gia cùng. Cô bạn áo đỏ không đồng ý rồi. Nhưng cô ta đâu có bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Trời đang nắng và cô ta sẽ tạo ra một trận mưa thật to cho hai cô kia ướt hết luôn. Thế là bữa tiệc ngoài trời bị phá hỏng, giờ ai cũng phải về nhà hết rồi. Hai cô bạn gió và đất cùng nhau tham gia một trò chơi. Kẻ thua thì bị đánh vào đầu.
Đúng lúc này thì cô gái lửa dẫn bạn trai mình về nhà chơi. Bye bye. Nhờ ơn hai cô bạn mà bạn trai đã bỏ chạy rồi đó. Hai cô phải nhanh chóng dọn dẹp nhà cho gọn gàng đi nào. Nhà thì sạch rồi đó, nhưng cô gái lửa bị bẩn dính vào người rồi. Lại chọc cô ta nổi giận nữa rồi. Cô gái đất rất là mê chơi gôn, và cô ta cũng muốn đánh gôn ngay tại nơi này. Gậy và bóng cô cũng đã chuẩn bị xong rồi. Triển thôi. Chỉ cần đặt bóng xuống đất, canh và đánh đi thôi. Nhưng cô bạn gió của cô ta luôn thích chọc phá cô ấy. Lần này thì cô ta phải đuổi theo quả bóng mới có thể đánh được. Một vụ tai nạn đã xảy ra. Điện thoại cô gái lửa đã vỡ tan tành. Và cô ta đâu bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Quả bóng đã bị cô ta đốt cháy rụi. Sợ quá. Còn không chạy nhanh thì sẽ bị cô ta đốt luôn đó. Chàng trai gọi các bạn đến tham gia bữa tiệc sinh nhật tại nhà. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đã thổi bánh xong rồi, giờ thì nhận quà và cắt bánh thôi. Nhưng mỗi lần các cô gái cùng xuất hiện thì lại có chuyện ồn ào xảy ra. Bữa tiệc sinh nhật này chắc khó quên với anh ta lắm đây. Máy sấy tóc bị hư rồi, làm sao đây? Vừa may cô bạn gió đã xuất hiện, có thể cô ta giúp được đó. Sấy tóc chứ đâu phải làm tóc rối tung lên như vậy đâu. Nhờ cô ta là quá sai lầm quá rồi đó. Thế là phải ra tiệm giũi lại nữa rồi. Đang ủi đồ thì cô gái gió phải nghe điện thoại. Nhờ cô bạn lửa ủi giúp bộ đồ trong lúc cô đang nghe điện thoại. Cô ta dùng bàn chân nóng hổi của mình để ủi đồ. Nhưng nó hiệu quả mà. Cô ta dùng chân ủi đồ phẳng ra rồi kìa. Mai mốt cô ủi đồ, cứ nhờ cô ta cho nhanh nha. Cô bạn đất mới mua một chai nước hoa thơm cực kỳ. Và cô bạn gió cũng muốn được xịt toàn thân cho thơm tho. Lại là cô bạn lửa, cô ta cũng muốn xịt nước hoa. Cô ta xịt lấy xịt để khắp người của mình. Eo ơi, nhưng có vẻ lần này cô ta xịt nhiều quá rồi. Đừng để chúng tôi bắt được bạn nhé. Hôm nay quả là một ngày buồn chán với cô bạn đất, nên cô nói chuyện với chậu hoa của mình. Bạn trai cô ta còn tưởng cô không bình thường nữa. Và cái giá phải trả cho sự khinh thường thật khủng khiếp. Cũng may cô gái nước tới làm cho cô ta ngu giận kịp thời. Xem như anh may mắn đó. Trời đã khuya rồi thì ngủ thôi các cô gái.
Cô gái nước thì mơ thấy mình dùng nước diệm cô bạn lửa. Cô bạn lửa thì lại mơ thấy mình dùng lửa đốt cháy cô bạn gió. Cô bạn gió thì lại mơ thấy mình không ưa cô bạn nước. Thế nên cô ta dùng gió đóng băng cô bạn áo nước lại. Cả ba đều tỉnh giấc bởi giấc mơ của mình. Nhưng dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà.